Nào nào, đi dậy giờ rồi, đang là cao ra đồng. Nhanh lên. Vâng, cứ đi đi, con dậy rồi. Đi dậy đây, dậy ra đồng đấy. Vâng, cứ đi đi, con dậy mà. Lại lợn gà thịt thế thôi, giúp mẹ cho ăn. Chú dậy đi. Dậy cho lợn ăn. Dậy cho lợn ăn. Ngủ gì lắm. Hai thằng đúng không? Một thằng phải cho đi cho lợn ăn. Mày cho ăn chồng ấy. Tao phải cho ăn à? Thế bây giờ thế này nhá. Chơi bài, thằng nào thua thì thằng ấy không ngay ra tiền. Không, ăn chơi tiền đâu. Bây giờ nhá, mày chọn một con. Tao đoán được đúng con đấy là con gì thì mày đi cho lợn ăn. Nếu mà tao đoán sai thì tao đi cho lợn ăn. Quá đơn giản, quá mày quá là ngon đúng không? Mày chọn một con. Chọn một con thôi. Suy nghĩ ở trong đầu này. Xong rồi tao đoán. À mà không được. Bây giờ suy nghĩ nhớ đâu mày chọn. Mày chọn con bốn cơ. Xong đến lúc tao đoán đúng con bốn cơ mày lại bảo không phải đúng không? Mày ghi ra đây. Mày ghi ra đây. Đấy. Ok. Mày ghi ra đây. Đây. Mày chọn con gì chọn đi. Thích cái gì em sẽ chịu con gì đấy. Đấy. Sợ. Chọn con gì chọn đi. Không, nhìn trộm nha. Ai nhìn làm gì? Cái là đây à? Có không? Có. Ok. Gì? Chắc lại mình đặt ở trên mạng cái gì ấy chứ. Không làm gì biết. Có không? Có. Con mày chọn là con này. Mày một rổ này. Xin mời bạn đi cho lợn ăn. Làm gì có chân cái gì mà trung hợp như thế. Đọc suy nghĩ của những thằng ngu nó rất là dễ, hiểu không? Đi cho lợn ăn đi em. Này, quân tử nhất ngu. Thua thì chị đi ra đi để anh đi ngủ. Quá ngủ cho anh kia ngủ cho anh chồng. Ba ông thông đấy. Đi. Mới em lộ. Thật là tuyệt vời. Nướng đi. Tôi tốt. Tôi đoán
ăn đơn này tươi tốt thôi rồi đấy. Nay mình sẽ chiêu đãi món dâu lang xào tỏi siêu to khổng lồ cho mấy con lợn ỉ nhà mình ăn nhá. Ấy xa mày, suốt ngày ăn cám ăn tẳng thịt nó không ngọt đâu. Đấy, mình vừa cho vào cái chảo siêu to khổng lồ của anh em mình để mà cho dầu vào. Dầu sôi rồi bắt đầu cho tỏi ớt vào nhé mọi người nhá. Ui, còn đây là dụng cụ xào nấu của mình. Siêu to là phải có cái muôi siêu to, quá chuyên nghiệp, quá đẳng cấp đến từ vị trí của Ma Đề Đệ. Tại vì sao mọi người biết Ma Đề làm món rau khoai lang xào tỏi không? Tại vì rau khoai lang để có cung cấp nhiều chất rau, nhiều chất xơ, còn tỏi là để nó tiêu hóa tốt. Tỏi để chấm bùm bùm luôn. Rồi, cho rau vào. Cho rau vào nhé mọi người nhé. Ăn rau ngon, tan muộn. Ui, chẳng có mà ăn được. Mày khả năng xịn. Thử xem mà lợn nhà mình có thích cái món này không nha mọi người nha. Ôi. Quên. Tí nữa thì quên mọi người ạ. Thiên vị quá. Mình múc cho bạn lợn trắng nó ăn. Mình mới mua một con lợn rừng, mình phải để phần cho một con lợn rừng nó thì nó ăn. Lợn rừng nhà mình mới còn bé bé thôi, thì cho nó ăn vừa, nó đi ăn nhiều. Đấy, rồi, tại vì nó thả ngoài vườn nên là nó cũng được ăn nhiều rau rồi. Chiều mới có lợn đúng mày chưa?
ớt mà muốn thì chín ra ngoài này. Ăn cho vừa miệng nhở. Chắc là ngon. Chắc là hộp cu của mấy ông cậu này. Mấy cậu này, mấy chú cậu này thấy là ngon mà phải chanh cứ bụi. Hơi mặn.